Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán phân phối ngũ cốc trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt khủng hoảng lương thực và giá thực phẩm tăng vọt. Trong bối cảnh vật tư đầu vào chăn nuôi leo thang liên tục, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm vẫn đạt 5,7%. Gạo, nấm và đường của Việt Nam vào EU được hưởng thuế 0%. Thông tin từ Diễn đàn Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam EU vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 năm thực hiện luật hợp tác xã 2012 bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là gây khó khăn cho nhiều hợp tác xã khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh do thiếu hoặc là không có các điều kiện đảm bảo về vay ngân hàng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu phần tin tức 24 giờ qua là một diễn biến đáng chú ý liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Các quan chức Nga và Ukraine trong ngày hôm nay sẽ tham dự các cuộc đàm phán về phân phối ngũ cốc được tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt giá lượng thực phẩm tăng vọt. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đi đầu trong nỗ lực nối lại thương mại ngũ cốc của Ukraine, một trong những quốc gia xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với sự tham dự của Phái đoàn Liên Hợp Quốc. Hiện có khoảng 25 triệu tấn ngũ cốc đang bị dồn ứ tại các hầm chứa và cảng biển trên khắp Ukraine mà chưa thể xuất khẩu. Nguyên nhân được cho là sự ngăn cản từ các tàu chiến của Nga và thủy lôi mà Ukraine dài trên Biển Đen. Xung đột Nga-Ukraine không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng mà còn góp phần đẩy thế giới lâm vào một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu nghiêm trọng. Thưa quý vị, khảm lá sắn là bệnh hại nguy hiểm do virus Sri Lanka, cassava, mosaic gây ra. Mấy năm vừa qua, khảm lá là nỗi lo sợ của người trồng sắn cả nước. Vụ mùa 2022, nhiều diện tích sắn ở Gia Lai, địa phương trồng sắn nhiều nhất Tây Nguyên, đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng về sản lượng và chất lượng sắn củ khi dịch đang có xu hướng lây lan mạnh. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Gia Lai, hiện diện tích sắn bị nhiễm khảm lá trên địa bàn huyện Phú Thiện là hơn 2.000 ha. Huyện Krông Pa, con số thống kê chưa đầy đủ lên tới 4.000 ha. Ngoài ra, bệnh bùng phát rải rác tại thị xã An Khê 137 ha, thị xã Iupa 52 ha, huyện Iapa 125 ha. Hầu hết bệnh xảy ra trên một số giống như KM98, KM94, KM419, KM140. Nguyên nhân là do người dân tự ý tích trữ hom giống, không có chọn lọc từ các giống canh tác từ vụ trước hoặc mua giống không rõ nguồn gốc nên tỷ lệ nhiễm bệnh cao. Vâng, thưa quý vị, trước tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh khảm lá sắn, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các giải pháp ngăn chặn bệnh lây lan. Và để giúp quý vị hiểu hơn về những giải pháp của Gia Lai, từ trường quay nông nghiệp 24 giờ, chúng tôi sẽ kết nối với ông Võ Văn Kế, chuyên viên Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai. Vâng, xin chào ông ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào trường quay ạ. Vâng, thưa ông, đến nay, đến thời điểm này, mức độ báo động của dịch khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang như thế nào rồi ạ? Đối với cây sắn trong Gia Lai mà vụ đông xuân thì giai đoạn là 4 đến 5 tháng và tỷ lệ khảm nó vẫn bị nhiễm rất là cao. Và đối với cái vụ mùa thì giai đoạn là hiện giờ là chỉ là giai đoạn nảy mầm. Và đối với giai đoạn ban đầu như thế này mình đã bị nhiễm thì nó chắc chắn là ảnh hưởng năng suất về sau này, nó so với đại trà nó phải trên 50%. Vâng, theo chúng tôi được biết thì Trung tâm Khuyến nông Gia Lai đã nỗ lực có những giải pháp khắc phục dịch bệnh. Cụ thể những giải pháp này đang được triển khai như thế nào thưa ông? Giải pháp thì nói chung là mình vẫn khuyến cáo về mình quản lý các bệnh ngay, kiểm soát ngay từ ban đầu. Thực chất thì giải pháp thì hộp các ngành, các nhà máy liên kết đồ đưa ra giải pháp, nhưng mà quan trọng bây giờ cái giải pháp về vốn để mà đầu tư sản xuất nhanh giống mới. Từ đó là giải pháp đó là có khó khăn nhất. Đấy. Mà để mà thay thế được sản xuất ra được cái lượng giống mà trên 80.000 hecta này mà nhân thì nó mất phải 1 đến 2 năm là nhân giống từ nhà màng mà giống khảm sạch bệnh luôn ấy, để thay thế cái bộ giống cũ trên cái diện tích đất năm nay như thế này cũng đang một vấn đề là khó khăn ấy. Vâng, theo ông, dự kiến với tiến độ khắc phục như hiện tại, dịch khảm lá có thể kiểm soát được trên địa bàn hay không thưa ông? Chắc chắn là không có thể kiểm soát được trong vụ này vì bản chất người dân họ vẫn dùng cái giống cũ, giống trên cái ruộng đã nhiễm, họ không cách ly được cái cây bị nhiễm và cái cây không bị nhiễm, họ chỉ tập trung họ lấy, họ gom lại rồi sau đó họ trồng. Bản chất là cái nhiễm nó nhiễm trong thân rồi thì vụ này nó sẽ qua vụ sau, nó tiếp tục.
và cái diện tích cái canh tác họ trên này nó rất là lớn, đi họ kiểm soát rất là khó. Vâng, xin cảm ơn ông. Tin về thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, những đứt gãy trong chuỗi sản xuất và cung ứng, sự leo thang của nhiều vật tư đầu vào cũng diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên vật nuôi. Đó là những khó khăn mà ngành chăn nuôi phải đối diện và vượt qua trong 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi cho thấy ước tính tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5,7%. Trong đó đáng lưu ý, giá lợn hơi xuất chuồng bán tại cổng trại đang có xu hướng tăng ở cả ba miền sau một thời gian dài, duy trì ở mức 55.000 tới 59.000 đồng một kg. Gà lông trắng cũng tăng khá lên 33.000 tới 36.000 đồng một kg trong nhiều tháng. Tuy nhiên, với giá thức ăn chăn nuôi, xăng dầu tăng cao như hiện nay, mức tăng giá lợn gà trong 6 tháng qua vẫn chưa thật sự mang lại lợi nhuận cho nông dân. Dù vậy, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố sản xuất thành công vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng phần nào góp phần ổn định sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng chăn nuôi lợn. Trong 6 tháng cuối năm, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng đàn lợn, ổn định phát triển đàn gia cầm và phát triển một số loại vật nuôi khác. Cục Chăn nuôi phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học trên các đối tượng vật nuôi nhằm kiểm soát dịch bệnh, tăng giá trị lợi nhuận trên mỗi mô hình. Giá lợn hơi bất ngờ tăng nóng trong những ngày gần đây đã lên mức 68 cho đến 70.000 đồng một kg, tăng khoảng 10.000 đồng một kg so với cuối tháng 6. Hôm nay ngày 13 tháng 7, giá lợn hơi tiếp tục tăng thêm từ 1 cho đến 3.000 đồng ở cả ba miền. Tại chợ đầu mối gia súc Bình Lục, Hà Nam thì giá lợn loại đẹp sáng nay có lúc lên tới 74.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi ở mức cao nhất 65 đến 70.000 đồng một kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng nhẹ từ 1 tới 2.000 đồng một kg. Lâm Đồng và Bình Thuận tăng từ 1 tới 2.000 đồng một kg lên 63 và 64.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại vẫn thu mua ở mức giá trung bình 60.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi tăng từ 1 tới 3.000 đồng một kg, mức tăng 2 tới 3.000 đồng một kg phổ biến tại các tỉnh Sóc Trăng, Vũng Tàu, Bến Tre, nâng giá lợn hơi tại đây lên trong khoảng từ 61 tới 65.000 đồng một kg. Miền Bắc hiện đang là điểm nóng về giá lợn hơi khi mà giá bán tại đây tăng ở mức cao nhất 3.000 đồng một kg, đưa giá lợn hơi chạm mốc cao nhất cả nước là 70.000 đồng một kg. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một thương lái có nhiều năm kinh nghiệm buôn bán tại chợ gia súc đầu mối Ngọc Lũ, huyện Bình Lục của tỉnh Hà Nam. Xin chào anh Nguyễn Văn Tú ạ. Xin chào trường quay VTC16. Vâng, thưa anh, là giá lợn hơi cả nước thì đang tăng mạnh và miền Bắc thì tiếp tục tăng cao nhất cả nước. Vậy tại chợ gia súc Hà Nam ngày hôm nay thì giá lợn hơi diễn biến như thế nào ạ? Ở chợ đầu mối gia súc Hà Nam là chợ hôm nay là về cái lượng lợn là ít lợn mà khách về mua thì đông. Đâu mà theo cái tỷ lệ giá thì cái hàng loại 1 của nó là hôm nay là rơi vào 73-74, còn lại hàng chung của nó là 69-70-71, tăng so với ngày hôm qua tầm 2-3 giá. Thì nguồn hàng không có, về ít thì khách mua thì nhiều, thì thương lái bắt buộc phải lên giá. Vâng, thưa anh, là nhiều chuyên gia cho rằng là đợt tăng giá này thì là do giá cám tăng mạnh và cũng một phần đó là do giá lợn hơi của Trung Quốc cũng đang tăng mạnh, cao hơn bên ta khoảng 20.000 đồng một kg, và có thể là lợn của Việt Nam thì đang chảy sang Trung Quốc khiến cho giá lợn ở trong nước cũng tăng theo. Theo anh thì điều này có đúng hay không? Và anh có thể phân tích rõ hơn nguyên nhân của đợt tăng giá này ạ? Hàng xuất sang Trung Quốc thì đợt này thì theo mình nghĩ là không có đâu, không có xuất sang Trung Quốc đâu. Thì có các trại, các công ty đợt này họ ra ít, không có, nó không ra mấy. Mà lợn trong dân thì hầu như là hết rồi, có còn thì còn được 1-2 con nái để họ nuôi, có nhà thỉnh thoảng mới có nhà còn được 1-2 con nuôi ấy thôi, chứ còn hầu như là bỏ hết rồi. Thương lái bắt buộc nó phải lên giá. Giá xăng được rồi nó lên giá như thế thì nó theo, thì khi mặt hàng nào cũng lên
mà cái giá cám thì nó cũng lên thì bắt buộc nó phải lên cho người dân nó bình ổn được cái giá sản xuất, khi con lợn người ta sản xuất ra nó phải thấp nhất thì nó phải được bằng cái gốc. À, vâng, với mức giá tăng cao như hiện nay thì nguồn cung tại địa phương có nhiều biến động không thưa anh? À, và đà tăng như hiện nay thì sẽ kéo dài khoảng bao lâu và liệu là sẽ cao tới mức đỉnh như thế nào ạ? Cái này dự đoán thì nó cũng khó lắm vì cái thị trường giá, nhưng mà chắc nó sẽ đứng ở cái giá 69, 70, 71 này đấy chứ không xuống được đâu. Thì từ tháng 7 đến Tết là nguồn người dân mình sẽ tiêu thụ cái hàng thịt lợn nó nhiều hơn, thì nó vào mùa thu mùa ấy rồi chắc chắn nó sẽ tiêu thụ nhiều hơn. Mà cái đợt này đang nắng nôi này mà giá còn đến này thì giá đến Tết thì chắc là nó sẽ giữ nguyên được. Vâng, xin được cảm ơn anh Tú về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, theo như dự báo của Thương mại và Thị trường Thịt lợn Toàn cầu Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu thịt lợn toàn cầu trong năm 2022 được dự báo là sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc được điều chỉnh ở mức thấp hơn trong bối cảnh thương mại thịt lợn toàn cầu giảm, mặc dù vẫn sẽ là nước nhập khẩu thịt lợn hàng đầu thế giới chiếm 20% nhập khẩu lợn của thế giới. Song nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2022 được dự báo là giảm chỉ còn xấp xỉ một nửa của năm 2021 do sản lượng thịt lợn của nước này khôi phục ở mức vừa phải. Nhu cầu giảm mạnh từ Trung Quốc buộc nhiều nhà xuất khẩu thịt lợn hàng đầu thế giới như EU, Brazil và Mỹ phải tìm kiếm thị trường khác để bù đắp cho khối lượng giao dịch giảm sút này. Do không có nhiều thị trường có thể thay thế cho Trung Quốc nên năm 2022, thương mại thịt lợn toàn cầu có thể giảm 13%. Thưa quý vị, vào sáng nay, Bộ Công Thương chủ trì hội nghị xúc tiến triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP, tức là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực giữa khối ASEAN với 5 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới là New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Đây là hiệp định khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới cho tới nay, với thị trường tiêu thụ lên tới trên 2,2 tỷ người. Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã đề xuất đa dạng hóa và tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Đề xuất cần có quy tắc xuất xứ đồng nhất và linh hoạt hơn. Các thủ tục chứng minh xuất xứ cũng cần đơn giản hơn đối với tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng đã đề xuất những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào các thị trường khu vực RCEP. Đồng thời không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển thị trường tiêu thụ nông sản nội địa. Hiệp định RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đó, các quốc gia tham gia hiệp định có quyền xuất khẩu vào thị trường nước thành viên với những ưu đãi đặc biệt về hạn mức và thuế quan. Là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, EVFTA mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ giao thương giữa Việt Nam và EU thông qua việc giảm chênh lệch thuế quan và mở cửa thị trường song phương. Diễn đàn Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam EU diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, một lần nữa xác nhận lại những điều kiện thuận lợi này sẽ thúc đẩy trao đổi hàng hóa nông sản giữa Việt Nam và EU. Tại Diễn đàn Kinh doanh Nông nghiệp Việt Nam EU, cơ hội để người dân châu Âu tiếp cận rộng rãi các mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được nhấn mạnh khi các rào cản thuế quan dần được loại bỏ. Đặc biệt, các mặt hàng chính yếu của Việt Nam như gạo, nấm và các sản phẩm đường chính thức được hưởng lợi từ việc tiếp cận quan trọng tới thị trường EU thông qua hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế ưu đãi theo quy định của EVFTA, giúp các mặt hàng này được nhập khẩu vào EU với thuế suất là 0%. Trong năm 2020-2021, thương mại trong lĩnh vực thực phẩm Việt Nam-EU đạt mức tăng trưởng 9%, tương đương 3,5 tỷ euro. Chuyển sang vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 10 năm thực hiện luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã có những bước tiến dài. Tuy nhiên, thì trước thực tiễn đầy biến động khi mà Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, luật hợp tác xã 2012 đã bộc lộ nhiều những hạn chế và bất cập. Đơn cử như là vấn đề nguồn vốn. Điều 17, luật hợp tác xã năm 2012 quy định mức góp vốn tối đa của các thành viên hợp tác xã không quá 20% tổng số vốn điều lệ. Quy định này đang gây khó khăn cho nhiều hợp tác xã khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh. Các hợp tác xã cũng không thể tiếp cận với vốn vay từ ngân hàng do thiếu hoặc là không có các điều kiện đảm bảo, tức là tài sản thế chấp. Phóng sự sau sẽ ghi nhận lại ý kiến của một số lãnh đạo hợp tác xã. Hợp tác xã Rau An Toàn Văn Đức đang canh tác và sản xuất 250 hectare rau, sản lượng hàng năm từ 35 đến 37.000 tấn. Nhưng đến nay vẫn phải đi nhờ trụ sở
để sơ chế trước khi xuất bán ra thị trường. Không những thế, thiếu vốn kinh doanh khiến cho hợp tác xã này không thể đầu tư thêm dây chuyển sơ chế và bảo quản. Vốn sản xuất kinh doanh hiện nay thì phải vay, vay thì vay ở đâu? Không có tài sản thế chấp, mà quy định của luật tài chính ngân hàng người ta kinh doanh người ta bắt buộc phải có cái tài sản thế chấp, mà hợp tác xã thì lại không có tài sản thế chấp. Không có tài sản thế chấp, không thể tiếp cận vốn vay từ ngân hàng. Thiếu vốn, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp bị kìm hãm. Thế như vừa năm vừa rồi này chúng tôi có những cái định hướng là tiếp cận được cái nguồn vốn, các cái chính sách cho thuê đất từ nguồn vốn để mở rộng cái nhà máy sản xuất trứng ăn liền chẳng hạn. Để tạo ra một cái sản phẩm nó chất lượng, chế biến sâu hơn, chất lượng hơn đến tay người tiêu dùng. Nhưng mà về cái tiếp cận thì nó cũng là vừa những cái năm qua thì nó cũng là dịch bệnh khó khăn. Thứ hai là về tiếp quản cái chính sách đất thì nó cũng khó khăn, chưa thuê được. Hai cái nguồn vốn nữa, cái nguồn vốn thì là hợp tác xã thì cũng chỉ có một cái nguồn vốn đối ứng thôi. Muốn mở rộng ra thì nó cần phải vay thêm. Nhưng mà nếu mà vay các ngân hàng thương mại thì bây giờ cũng phải có thế chấp. Khát vốn là tình trạng chung của các hợp tác xã nông nghiệp từ hàng chục năm nay. Một lần nữa, vấn đề này lại được các hợp tác xã cũng như cơ quan quản lý nhà nước nêu ra để đóng góp ý kiến cho dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi sắp được trình Quốc hội xem xét. Luật cần quy định một số các điểm mà ưu đãi để tuyến nghiệp doanh nghiệp như trong hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp. Cụ thể là gì? Sẽ miễn thuế cho thu nhập doanh nghiệp nhập hợp tác xã ở địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng với điều kiện hợp tác xã đấy phải phục vụ thành viên là chính. Khái niệm phục vụ thành viên là chính có thể là hiểu rằng nếu mà hợp tác xã phục vụ hơn 50% tổng doanh thu của hợp tác xã là phục vụ cho các thành viên chi tiết của hợp tác xã. Hiện nay, bà đỡ về nguồn vốn cho các hợp tác xã chủ yếu là quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 55 quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh do ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ để hoạt động. Tuy nhiên, dù rất nhiều hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, nhưng quỹ gần như không đủ lực để cho vay mà chỉ đợi thu hồi gốc mới cho vay tiếp. Do đó, chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2021, tổng dư nợ cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ chiếm 1.137 tỷ đồng trong số 2,42 triệu tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nhiều ý kiến cho rằng là chính sách tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã tuy là đã được ban hành nhưng mà vẫn chưa đi vào thực tiễn. Vốn tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã vẫn còn quá ít so với nhu cầu. Thực tế thì cho thấy là đa số các hợp tác xã vẫn đang phải tự lực cánh sinh và đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ. Điều này thì không những cản trở sự phát triển của hợp tác xã nói chung mà còn làm chậm quá trình đổi mới của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trước bối cảnh hội nhập. Vấn đề nông nghiệp ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết năm 2020, các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp đã thu hút được khoảng 3 triệu hộ nông dân tham gia. Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ dân tham gia hợp tác xã thấp nhất. Thì làm thế nào để các hợp tác xã chúng ta thu hút được đông đảo hơn? Hiện nay mới chỉ có 30% các hộ nông lâm ngư nghiệp tham gia hợp tác xã. Vậy 70% kia làm thế nào? Cơ chế chính sách nào để mà thúc đẩy các cái hợp tác xã? Thì luật phải đưa ra những cái cơ chế chính sách rõ ràng. Không một nền nông nghiệp hoạt động hiệu quả nào lại không cần tổ chức lại nông dân dưới hình thức kinh tế tập thể. Ở những quốc gia phát triển, trung bình có 60-80% người dân tham gia hợp tác xã. Cá biệt, có quốc gia số lượng thành viên hợp tác xã cao hơn dân số do mỗi cá nhân có thể là xã viên của nhiều hợp tác xã khác nhau. Trong khi đó, ở nước ta, luật hợp tác xã năm 2012 lại chưa khuyến khích được thành viên tham gia. Luật hiện nay cũng đang có những quy định làm hạn chế huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính vì vốn góp, rồi là cái bộ máy quản trị thì công cành nó, rồi là các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì chưa đủ mức cụ thể. Qua tổng kết chúng tôi thấy rằng khoảng từ 8 đến 10 vấn đề về mặt chính sách ở cái tầm vĩ mô cũng như là từ thực tiễn phản ánh đến còn có những bất cập chứ cần được sửa đổi. Quan trọng nhất là mình cần phải tách bạch ra, vậy thì hợp tác xã khác với doanh nghiệp như thế nào để mọi người lựa chọn và sau này quản lý nhà nước thì nó cũng rất là thuận lợi, tránh những cái hiện tượng mà mình nói đây là doanh nghiệp mà đang mang cái nhãn mác của hợp tác xã.
Đến hết tháng 6 năm 2022, cả nước có 18.760 hợp tác xã, chiếm trên 70% tổng số hợp tác xã trên cả nước. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang xoay trục hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, quản trị về chất lượng, liên kết chuỗi giá trị, việc sửa đổi luật hợp tác xã 2012 là rất cần thiết. Sửa đổi luật để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, mở rộng quy mô hợp tác xã và cùng nhau hợp tác để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Với quy mô hợp tác xã đủ lớn thì chúng ta mới xây dựng được những cái thương hiệu nông sản cho từng cái vùng nguyên liệu một. Và chúng ta với cái quy mô đủ lớn của hợp tác xã thì chúng ta mới làm đối trọng để mà chúng ta thảo luận hay là chúng ta liên kết một cách bình đẳng với các doanh nghiệp. Và với cái hợp tác xã nó quy mô nó đủ lớn vậy thì nó giảm được cái bài toán là giảm được cái chi phí đầu vào và nó nâng cao cái chất lượng đầu ra. Mục tiêu của hợp tác xã là tìm cách nâng cao lợi ích và phúc lợi cho thành viên và cộng đồng dân cư nông nghiệp, nông thôn. Vận động được càng nhiều nông dân tham gia hiệu quả thì hợp tác xã càng phát triển. Thưa quý vị, Cao Bằng là một trong những tỉnh miền núi tiên phong thực hiện các chính sách đề án phát triển nông nghiệp nhằm thay đổi diện mạo của nền nông nghiệp địa phương, đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Địa phương này được đánh giá có nhiều tiềm năng dồi dào để phát triển nông nghiệp hàng hóa khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt và thực hiện đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án mới đang ở bước khởi đầu nhưng đã có những dấu ấn quan trọng tạo tiền đề cho những đột phá trong tương lai. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC16. Ông Hoàng Ngọc Khởi là một trong những hộ dân đầu tiên ở xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, đầu tư vốn vào xây dựng nhà lưới và hệ thống tưới nước nhỏ giọt cùng phương pháp trồng dưa bao tử, dưa Nhật Bản an toàn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ khi đầu tư hệ thống nhà lưới với hơn 3.000 m², ông Khởi trồng được 3 vụ dưa gối vụ, thu nhập được hơn 500 triệu đồng một năm. Tại Cao Bằng, vườn dưa của nhà ông được coi là mô hình điểm để bà con nông dân học tập kinh nghiệm. Riêng những các cây dưa này là nó rất là ngắn ngày, mình chỉ thu hoạch từ trường cho đến thu hoạch xong là chỉ khoảng 70 ngày, 80 ngày là mình phải lứa khác rồi. Cho nên là 1.000 mét như đám này ấy, thì nếu mà mình thu một lứa ấy, thì nó phải đạt được khoảng dưa bao tử này nó phải đạt được 5-60 triệu một lứa. Nhưng mà đối với dưa lưới và dưa cẩm ngọc kia thì nó phải đạt được khoảng 100 triệu một cái. Cao Bằng là tỉnh có địa hình đa dạng với nhiều tiểu vùng khí hậu và sinh thái khác nhau, là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp đa dạng chủng loại, cây trồng, vật nuôi. Hình thành nhiều sản phẩm đặc sản, đặc trưng như cây thạch đen, nho đen, rau xanh các loại và nhiều loại cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế cao. Đó là tiềm năng đa dạng để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Tỉnh Cao Bằng kỳ vọng đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 toàn tỉnh phải có 1.990 ha diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao. Kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp, hợp tác xã là đầu tư phát triển các cái cây trồng vật nuôi theo định hướng phát triển của tỉnh, thực hiện cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa người nông dân với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến và tiêu thụ nông sản. Kết quả bước đầu thực hiện đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Cao Bằng đã cho thấy sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, một số hộ nông dân dám đầu tư công nghệ cao vào sản xuất còn khiêm tốn, đa phần vẫn là hộ dân sản xuất quy mô nhỏ, manh mún. Để đề án có thể đạt được như kỳ vọng, tỉnh Cao Bằng cần xây dựng các chính sách hỗ trợ hấp dẫn người dân tham gia, làm thành viên trong các hợp tác xã sản xuất quy mô lớn. Chính sách vay vốn nông nghiệp cởi mở sẽ là điều kiện để nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất hàng hóa, áp dụng công nghệ cao trong những năm tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước và quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16.
Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng ven biển Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, lượng mưa trung bình là trên 40mm. Dự báo trong đêm nay ngày 13 tháng 7, Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa chủ yếu dao động trong khoảng từ 20 cho tới 40mm và có nơi là lên trên 70mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa dao động trong khoảng từ 10 cho tới 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến nằm trong khoảng từ 30 cho tới 50mm, có nơi trên 90mm. Từ ngày 14 tháng 7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Thưa quý vị và bà con, hiện đang vào vụ gieo trồng lúa hè thu trên nhiều địa phương, thời tiết mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho loài ốc bươu vàng sinh sôi gây hại lúa. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị đối tượng này như sau. Đầu tiên là làm đất kỹ bằng phẳng, tránh để những khu vực trũng nước trên ruộng. Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc vào lúc chiều mát. Có thể sử dụng thức ăn như là lá khoai, rau muống, cây xương rồng, cành lá đu đủ, lá thầu dầu, lá mướp hay là sơ mít, dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom. Đặt lưới phên tre chặn mương nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Cắm các cọc tre sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh, tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom dễ dàng hơn. Dùng vôi tuy tốn công nhưng rất hiệu quả trị ốc bươu vàng, ngoài ra còn giúp cải tạo đất, liều dùng là 500kg cho 1 hecta. Cho nước vào ruộng sớm trước khi xạ để nhử ốc trồi lên, sau đó tiến hành cầy diệt ốc. Và kết thúc bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi.